mọi người đó. Xin chào tất cả các khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Em là Kim. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác hai bộ dao, đấy chính là dao, hai bộ dao thép trắng. Nó sẽ có hai kiểu dáng nó khá là khác nhau về chất lượng và chức năng thì nó như nhau thôi. Ok các bác nha, em sẽ giới thiệu mọi người đầu tiên đấy chính là bộ này. Dáng này là con dao chặt gà nha các bác ơi. Lưỡi của nó là 22, bản rộng 9 này, độ dày ở đây khoảng 3 ly. Thì cái này là chức năng chính cho các bác mình là chặt gà, và mọi người có thể dùng để chặt cá này, có thể băm và có thể thái được. Cán ở đây là cán gỗ mun khâu và chất đồng nhá mọi người ơi. Mã này là chuyên để chặt gà vịt và chặt sườn được nhá các bác. Kiểu dáng của nó trông rất là đẹp và nó sẽ không bị thô quá như cái bản truyền thống. Và tiếp theo trong bộ này sẽ là một con dao thái. Dao thái này nó là một cái kiểu dáng dao thái bản vuông, kiểu dáng dao thái bản vuông truyền thống. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi 20, rộng 6,2 và độ dày là 1,5 mm. Cũng là khâu với chất đồng đỏ như thế này nhá mọi người ơi. Con này thì là chuyên để thái rau, thái thịt, thái củ quả nha các bác. Thái rau, thái thịt, thái củ quả. Và tiếp theo ở đây là một con dao lọc. Một combo đầy đủ chức năng cho các bác mình, gồm có dao chặt gà, dao thái, dao lọc. Đây là một kiểu dáng dao bầu lọc truyền thống ạ, bầu lọc truyền thống. Con này là sẽ là một con dao đầy đủ hai chức năng. Thứ nhất là các bác lọc được và thứ hai là người dùng để thái được. Lưỡi của nó là 20 và bản rộng của nó sẽ là 6,5. Con này có mã là G09KMDD nha các bác nhớ. Thái được và lọc được rất là tốt. Đấy, combo này. Combo này thì dao lọc này có mã là G09KMDD đang bán với giá là 299.000. Và cây này có mã là G02KMDD với giá là 279 ạ. Và đây là dao chặt gà có mã là CG06KMDD đang bán với giá là 379.000. Khi mà các bác mua combo ngày hôm nay thì mọi người sẽ có một cái ưu đãi rất là tốt. Mọi người có thể mua lẻ hoặc là mua cả bộ đều được. Và sang bên cạnh đây thì mọi người có thể nhìn thấy đây cũng là một combo 3 sản phẩm. Sẽ gồm có dao chặt gà, dao thái, dao lọc. Nhưng mà kiểu dáng ở đây nó sẽ là một kiểu dáng nó hơi khác một chút. Nó sẽ tùy theo cái sở thích cũng như là nhu cầu sử dụng của từng bác. Mọi người có thể lựa sang bộ bên này hoặc là bộ bên này. Nói chung là mỗi người một cái thẩm mỹ, một con mắt nhìn khác nhau. Rồi em sẽ giới thiệu là dao chặt gà nhé. Con này có mã là CGKM, cũng là một kiểu dáng dao chặt gà. Nó sẽ khác dáng lúc nãy hồng chút. Con này là chiều dài lưỡi nó dài hơn. Lưỡi 22, bản rộng 9,3 và độ dày cũng là 3 ly và nặng khoảng 5 lạng đến 6 lạng. Là mọi người chặt gà có thể băm thịt và có thể thái nhá. Mã sản phẩm là CGKM và giá bán là 379.000 một cây. Và ở đây cũng là một con dao thái. Dao thái này nó cũng là một mẫu dao thái bản nhỏ. Lưỡi của nó là lưỡi 20 và bản rộng là bản rộng 6,2 nha mọi người. Đó. Cũng dày khoảng 1,5 ly thì cũng là một con dao chuyên để thái. Mọi người dùng để thái rau, thái thịt, thái củ quả cho em. Đó. Con này có mã là TKM, giá bán là 299.000. Và ở đây là một con dao lọc. Lọc này nó không phải bầu lọc mà nó sẽ là lọc thon. Mọi người thì có người sẽ thích kiểu dáng bầu lọc và có người sẽ thích dáng lọc thon ấy. Thì các bác mà lấy lọc thon thì mọi người lấy cái này. Lưỡi của nó là 19-20 nhá, bản rộng 5. Độ dày cũng 1,3 ly. Đấy, khá là mỏng để cho các bác mình có thể dùng để thái rau, thái thịt, thái củ quả và để lọc được rất là tốt. Mã sản phẩm là LKM và đang bán với giá là 299.000. Các bác mua lẻ cũng được và mua cả bộ đều ok. Nếu mà mọi người mua cả bộ thì ngày hôm nay thì em sẽ giảm 10% khi các bác mua cả bộ dao nhé. Đấy là hai cái combo dòng dao thép trắng không chỉ mà em giới thiệu đến với mọi người trong clip ngày hôm nay. Nếu như các bác mà đang ưng ý thì mình có thể bình luận vào bài viết, hoặc là mọi người nhanh tay nhất là mọi người gọi vào số hotline của em là số 0987 240 733 nha các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Chúc tất cả các bác một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình nhé mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.